Hello anh chị nha, chào toàn thể anh chị em. Bến Tre em đang mưa to quá. Captiva đẹp quá nè anh chị. Em này mình cũng quay chi tiết hết rồi. Mấy em này là mình có quay chi tiết trên YouTube hết nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu muốn sở hữu cứ nhắc máy alo cho Hình hoặc là vào trang cá nhân YouTube của mình xem nha. Đó, Innova cũng có quay nè, Bắc này cũng quay. Em Bắc này thì bữa mình có quay, mình cũng nhận cọc của người chị ở Long An. Thì chị đấy chút cọc mà chị quên là xem là số sàn hay số tự động. Thì tới khi mà chị lấy thì chị biết là xe này số sàn, cho nên chị nói thôi chị bỏ cọc luôn. Thì thôi em mới quay lên bán tiếp. Thì em này bữa bây giờ mà nhận cọc cũng hết 10 ngày hơn rồi. Rồi tới khi mặc cười mắc cười thiệt. Mà chị cũng rất là dễ thương nha, chị nói thôi chị bỏ cọc luôn. Tại vì chị tưởng nó số tự động, chị tiếm xài số tự động, số sàn chị không xài được. Thì thôi giờ em quay lên đây, anh chị nào thấy lấy được thì lấy nha. Xe này thì nói chung y chang xe mới vậy anh chị. Zin hết, zin từ đầu tới đít luôn nha anh chị nha. Xe đẹp lắm. Xe này mình cũng quay chi tiết trên YouTube và anh chị vào YouTube mình anh chị xem nha. Em này thì là bản đủ 1.2. Bản đủ 1.2, số sàn vô màn hình nè, màn hình cam lùi cam ve đầy đủ hết, nó zin từ A tới Z luôn nha anh chị nha. Hồi nãy em đang quay cái có khách điện thoại đó anh chị, cái bị tắt thì giờ em quay lại ha. Em này là bản đủ 1.2, có hai túi khí nha anh chị nha, gương kính chỉnh điện nè, túi khí nè, anh chị thấy không? Đồng hồ nè, màn hình nè. Túi khí đầy đủ hết nha anh chị, dàn ghế nỉ zin nó luôn nè. Đó, tầng lợp luôn rồi. Ủa, sao đèn, đèn này đèn tự động nha anh chị, cửa nó đấy. Để mở cốp cho. Tem bọng của nó nè anh chị thấy không? Đẹp lắm, em bán 180 triệu. Anh hai lấy mẹ em chìa khóa này cái này. Chìa khóa xì bắt này. Nó ngọc lấy chìa khóa xì bắt á. Để em quay em nổ máy cho anh chị nhìn nha. Em mới tút luôn nè, em tút với Vũ Dương của ông anh em á. Không? Em tút sơn lại, em sơn dặm lại cho nó đẹp hết lên chiếc xe luôn á. Dạ, ủa chỗ này sao mở kỹ ta. Đây. Cái máy đẹp cực kỳ luôn nha anh chị nha. Máy 1.2 nha anh chị nha, chứ không phải 1 chấm nha. Anh chị lưu ý nha, 1.2 bản đủ túi khí, hai túi khí nè. Và có gương kính chỉnh điện nè. Màn hình cam da thì chủ nhân đã lắp đủ hết rồi anh chị nhìn nè. Cabo, nói chung là cabo đầu đít, nói chung là xe này nó zin từ A tới Z luôn nha anh chị nha. Cam kết zin shop mình hiện tại có được 3 em xe này đẹp, là zin nhất luôn. Là em Innova đời 2016 cộp này mình bán là 256 triệu. Và em này bán 180 triệu và em mối ninh phía sau. Em mối ninh là mình bán mối ninh đó 2018 mình đi mới 57 nha. Em đấy mình bán là dẫn cái xe tới này. Là mình bán là 249 triệu. Bên mình thì bữa giờ về cũng nhiều xe đẹp lắm. Tại bữa mắc cười, hồi xưa mắc cười này cũng hơn nửa tháng hơn. Tháng rưỡi rồi. Có ông anh, ảnh là ảnh không có quen biết chị mình luôn, ảnh chỉ là tin mạng thôi. Mà ảnh điện góp ý mình nói thôi, nên mai mốt còn đừng bán mấy con xe tải nữa. Anh thấy bữa em quen xe tải mấy trăm ký sao nó xấu quá trời, em bán như muốn mất uy tín em á. Mình thấy nói chung là mình thấy ảnh nói nó cũng đúng. Cho nên bữa giờ mình cũng hạn chế, mình không có mua những xe xấu nữa. Nhưng mà trước là do những xe xấu đó là không phải do mình mua, mà do là khách hàng đổi xe, người ta đổi với mình đó anh chị, cho nên mình phải thâu lại. Nhưng mà bây giờ em rút kinh nghiệm, mai mốt mà em có bán xe khách hàng đổi với em những xe xấu đó, em cũng không quay lên bán luôn. Những xe đó anh sẽ bán cho anh em lái về, anh em bán cỡ dễ. Tại vì bán về cho anh em người ta dọn, chứ mình nhiều khi mình dọn không tới, bán cho khách về nó hư bảo hành thì nó mệt lắm. Màn hình chà bá luôn anh chị không, máy lạnh lạnh teo. Bên em còn nhiều xe lắm anh chị thấy không, nhiều lắm. Máy đang nổ anh chị. Em này thì đã mới cho nên là nó mình cũng khỏi còn nói thêm gì vấn đề cò bọng nữa. Không nói vậy nè, tại vì nó chạy ít xịt mà, nó chạy mấy có mấy mươi ngàn cây mà. Ủa không nhầm nha, em này chạy nhiều nha anh chị. Em này chạy hình như em nhớ là 200 ngàn hay gì đó. Để em cho đồng hồ. 229 ngàn anh chị ơi. 229 ngàn nha. Bugi bị dơ nữa nè. Báo lỗi Bugi nữa nè. Máy em lắm. Tập mâm lớp vỏ nè. Gầm siêu đẹp luôn. Bốn cái vỏ gì cua nha anh chị. Xe zin từ A tới Z, cam kết với anh chị luôn nha. Zin từ A tới Z luôn nha anh chị. Chưa có hạ máy nè, ốc máy còn zin chưa mở luôn anh chị thấy không? Đó, nó chỉ mở mấy cái này ra nó vệ sinh bugi lọc gió rồi à. Máy đang nổ im du. Rồi, anh chị nào xem thấy được thì cứ nhấc máy alo cho Hình nha. Số thoại Hình là 0834333371 hoặc là 0397026935 nha. Đẹp quá. Đèn mới tanh luôn.
Đó, đẹp chưa? Biển số bánh tre ngay chủ nữa chứ. Mới tân, xe này mới từ A tới Z luôn anh chị, em có tuốt lại hết à. Đẹp chưa? Anh chị em nào thấy được thì nhấc máy alo cho Thịnh nha. Số hội em là quên nãy có đọc số điện thoại rồi. Nấu nhiều khi nói nhiều nói hoài anh chị, chứ nhiều khi mình không nhớ. Tại khách điện thoại hoài nói chuyện riết rồi. Nhiều khi mình nói gì mình cũng không nhớ nữa. Chìa khóa nè, lóc từ xa đầy đủ luôn nha anh chị nha. Con này êm lắm, nên mua nha, giá tốt. Rồi, anh chị nào xem được thì nhấc máy alo cho Thịnh nha. Chúc anh chị mình một ngày thật là vui vẻ và làm ăn phát tài phát đạt ha.